Bruh. Anh đi. Một quy nữa rồi. Rồi, là anh đi, lui anh đi. Hello. Anh. Quạc. À. Hay lắm Quỳnh ơi, em làm gì đây? Shopzycom.com chào hè rực rỡ xả hết cỡ anh em ơi. Truy cập shop nhận ngay quà tặng tiền miễn phí lên đến 1 triệu đồng, giảm giá 70% tất cả giá trị ác trên shop, sở hữu ngay ác hàng hiệu với giá siêu rẻ, tặng ngay 50% giá trị thẻ cào bất kỳ khi nạp thành công trên shop. Nhanh tay truy cập ngay shopzycom.com để nhận ngay những phần quà siêu ưu đãi từ shop nào các bạn ơi. Ok, kìa, kìa, ai vào mà cứu. Chúc anh like nhiều tấu hài. Cảm ơn Lê Sơn donate cho anh nha. Cảm ơn Lê Sơn nhá. Bên ngành kỹ năng nhá, Sơn nhá. Really nigga. Này, bắt quỳ à, chơi không? Bỏ được, 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 được. Này, này, chúng anh đi. Vẫn loop được sau con lính ạ. Đánh anh đi à. Thôi thôi thôi, anh chỉ côn. Gạt đi, tuần này em gạt thiêu đốt phát là chết thằng AD đấy. Okay. Oni này, Oni, được. Là gạt phát là chết à, ok. Nhưng mà em lại vẫn là anh chỉ có mạng là lại à. Ai đó. Ui, anh đi. Ai đấy? Lilina. Ôi bạn ơi. Đi đi thôi. Wow. Anh đi. Một quy nữa rồi. Rồi, là anh đi, lui anh đi. Hello. Anh. Quạc. À. Hay lắm Quỳnh ơi, em làm gì đây? Em phải ăn được cái não nó một lần anh chị ạ. Anh chỉ mong em có cúng một lần nữa, không cần lão lắm. Anh đi cẩn thận nha. Đó. Đứng cản anh, đứng cản anh. Kéo. Thoải mái chưa? Đây đây, chúng rồi. Thằng này chạy nhanh quá anh chị ạ. Được. Chết đi nha. Làm bắt chết luôn, không ai làm điều đây. Ok, em lùi mà. Rồi, rồi. Kia kéo kìa. Rồi, chúng chắc rồi đấy anh chị ơi. Gạt kia. Anh cứ sức không? Thoải mái này. Phê cái tình trạng. Mời công ty anh chị thoải mái đi. Chạy vào đây anh chị ơi. 3 giây có kéo này. Gạt đi em. Không có anh chị ơi. Rồi. Bình. Có flash không? Chờ được luôn em. 4 giây. Anh đi, chạy đi. Này, chúng thằng này trong anh đi. Hay rồi. Úi giời, xử lý kìa. Làm cái gì này? Ok. 6 giây có quy này. Ok. Mày nằm mê tê phải tham hết. Này. What the f***? Ui. Cái gì đấy? Không làm được xong gì rồi, à? Xong. Về đi. Vết mắt à? Dừng quá. Được quả em Quỳnh vừa lát kéo chúng nhưng mà... Chúng ra bà nó hết rồi. Này, thằng này ngu rồi anh chứ. Thằng FV đi. Rồi, lại. Giết nó luôn. Ui, cái gì đấy? Ai, tôi lại còn bắn mắt à? Tự nhiên anh em flash vào tường nhưng mà nó mất sai mới đục. Không, em flash bị pick con này, mất pick em flash rồi anh gì. Không, vẫn em flash được. Cái trò đấy giúp em. Không, vẫn em flash được, anh mất sai. Anh flash, anh lại ra khỏi bụi. Anh mà flash trong bụi là anh bị ăn nó rồi. Mất sai mà. Thằng này nó giết em rồi. Chơi, đánh em. Ôi, em đang nhường nó, anh lùi một nhịp nữa là nó e lên luôn ấy. Đây, thằng này. Ok, anh Duy, vòng đèn. Ok chưa?
Chạy đây em rắn. Thằng Ly ra anh chị ơi. Ôi thằng em láo ấy. Thôi anh về nhá. Anh yếu máu lắm rồi. Thôi anh về đi. Đánh nhau à? Đánh nhau. Có phần led nha, phần led còn đầy đủ này. Đánh nghe thằng Lila không rồi đâu. Ui trượt à. Ở đây đi. Úi trời ơi. Như nào cái con thread này nhỉ? Nói chung là nó cũng bình thường ấy. Nó chưa đến cái mức mà phải khen ấy Quỳnh ạ. Nói chung là chơi thì cũng được thôi chứ nó không có cái gì cả đâu. À, một pha cho anh đi kèm này. Ta trong này anh đi. Thôi được rồi, chúng nó ra hết rồi. Chạy đi, thoải mái anh đi ơi. Ok. Là. Ok. Đâu em móc để lấy CC cho anh rồi, là không có gì đâu anh đi nhá. Bình thường à? Búp nhiều luôn. Lính to lắm này. Em ra, anh đi lui đi, không có ai cover đâu nghe. Này. Bắn nó đi. Tiến đây đi ơi. Đồng đen đó này. Trăng lồng. Ôi, ra đây, Quỳnh ơi. Quỳnh ơi. Đây đây, Long ơi. Ây à. Mất thời gian với con này thế nhở. Sao nó đu nhanh thế ta. Nó hồi đu nhanh thế nhở. Nó giết người nó được hồi mà. Ơ. Thằng canh con. Rồi, ok em làm hết rồi đấy. Chạy đi anh đi. Mất anti. Thằng răng hồ nó mất anti rồi. Ơ, cái gì đấy? Lom bằng. Mất anh đi rồi. Thằng nào flash đấy, thằng SP nó. Nam mình. Nó sáng hơn một tí là anh đi bắn được cái Quỳnh ạ. Tối quá. Mày biết là đấy rồi thì anh G mới được bắn đấy, còn không bắn đấy chứ. Nó tối hơn cả cái đường tương lai của chị rộng luôn đi. Dài, anh G thích sang góc nào này. Nó tối lắm ý. À, anh em mình chấn giữ ở đây rồi. Đi kia ơi. Này nó lướt lên là nó chết à. Này trúng này. Trúng. Ok chưa? Này. Úi xài ơi. Baron. Trên 2 là Baron. Baron đêm. Hai Quỳnh. Không khen mới vào đến cơ bản mà anh gì. Không khen móc à. Móc với cặp flash móc thì có cái gì đâu. Mấy cơ biển đúng không? Cơ biển. Anh gì cứ thoải mái đi. Này ra mở đánh nhau nhá. Em ra mở đánh nhau đi. Ok, đây. Cắm mét đã. Thoải mái đi. À này, nó trên này nè. Rồi, anh Duy ơi, bắn thằng này đi. Thằng này chết rồi. Cô vào hết này. Ok. Không thằng nào đụng được vào anh Duy luôn. Hay Quỳnh ơi. Anh Duy vây bù. Anh Quỳnh thật đấy. Ok. Mẹ Tê Vĩnh Phúc đã trở lại. Ok chưa? Cái viên ngọc thô này nó vẫn sượng lắm, nó chưa được chuẩn lắm đâu. Vẫn sượng. Vẫn hơi sượng đấy. Người vắt trúng 9 vẫn là phải sượng à. Sao tin mình có Baron này, tin mình không có ta. Anh em mình dùng cái nhỏ ô này, thằng LB này. Vẫn là dép à. Rất là đầu lâu. Hết bá nó Baron bây giờ. Ui chứ không. Không sao, thoải mái anh kia. Không thằng nào đụng vào người anh được đâu. Thích thì móc đánh luôn này. Vô phải báo sớm anh kia này. Ok, em Quỳnh chết rồi. Đi thoải mái đi, không cần phải chạy đâu. Tình hình là em ăn một cái quả bóng của con Lilia là cút rồi. Cũng cút, thoải mái. Này, em còn móc con luôn này. Nhọn. Trong mắt em đi. Thoải mái đi ơi.
Này này, trước khi chết cho cái ăn tử ra. Ok chưa? Anh Duy bắn đi. Bắn hết. Bắn hết đi anh Duy. Hai. Nice. Bắn hết không chạy đi. Mày đừng còn một côn nữa để anh tự bắn. Đống nằm ở đây này. Dạ, không côn, ok. Anh mà lỗi một nhịp là con Lucian nó cho anh đi ngay. Thôi đẩy vào đi. Thoải mái mà, con với này của anh sức mạnh tuyệt đối rồi. Vẫn là thoải mái à? Con bắn kênh hết cả đít lên đây này lại là thoải mái à? Đây này. Ai được chơi được chơi được chơi được chơi được chơi được em ơi. Chỉ muốn lửa máu hết. Tôi chết em rồi. Này này này, nó trúng ấy. Rồi. Mẹ tên Vĩnh Phúc thể hiện như thế ra được chưa nhỉ? Ok Trình Duy. Không sợ. Alo. Ok á. Ok 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 anh nhớ em pha đấy em làm được cái gì cơ? Em móc thằng Lucian mà. Nhà móc Lucian nhỉ. Ôi, quả đấy mà trúng điêu thật. Hèn. Mày có tí đêm mà mày tưởng mày to á. Hay. Anh Quỳnh ơi. À con gì đâu mà hay nhỉ? Pha đấy bình thường mà anh gì? Em còn sống luôn này. Anh Duy bắn hết đi. Còn gì nữa đâu, bọn nó còn gì đâu. Còn mày beta của anh Duy. Oh shit. Hình như có cái thống kê mà Duy phải thống kê cho anh Duy phát. Mày te mày mét like thì chỉ làm đến thế thôi chứ. Thoải mái đi anh Duy. Thoải mái vào đánh luôn. Không còn một giọt máu nào, vẫn là vào đánh luôn, sợ thật. Anh không bắn đi chứ. Mày nó ngủ tao. Rồi bắn hết đi. Ok chưa? Anh Duy mãn nhãn con thờ rết chưa? Mãn nhãn thờ rết à? Hay hay Quỳnh ơi! Hay 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 hay!